Hôm nay các em sẽ học tiết 22 ôn tập bài hát khúc ca bốn mùa, học tập nhạc số 7 bài Quê Hương. Chung thứ nhất, giờ mời các em nghe nhạc bài Ở khúc đây mời ca các bốn em mùa. nghe ca khúc bài khúc ca. Sau đây cô sẽ nói rồi, về sau cái đây nội chúng dung ta của bài sẽ hát này tìm hiểu như về trước đó nội chúng dung ta đã của học rồi bài nha, cô hát. chỉ nhắc lại Như thôi. trước rồi cô đã Rồi nói nội rồi dung nha. miêu tả Bây cảnh giờ cô thiên nhắc nhiên tươi lại đẹp nội cho dung qua miêu bốn tả cảnh mùa thiên cho nhiên các tươi em đẹp một qua cách bốn nhìn về mùa, thiên nhiên thú cho các vị em và một gần cách gũi nhìn với về tuổi thiên thơ. nhiên thú vị Rồi sau qua đó các cuộc em sống sang gần phần gũi 2 hơn. La Mã, Em bài sang tập 2 độc La Mã, nhạc bài tập số độc nhạc 7. tập Mọi độc người các nhạc em số chú ý 7. dấu nhắc lại Các em ha. chú ý này dấu Từ nhắc Bạch lại Dương ở nha, đánh muôn khi đời mà các em xem chúng quay ta dấu lại nhắc lại hát hai lần thứ chỗ hai. dấu nhắc lại đây từ đây Rồi đó nha, là chị em sau dấu đây nhắc lại cô nha, sẽ khi mà cho chúng ta các dấu nhắc em lại. nghe giai điệu Rồi sau bài đây tập độc nhạc số cô sẽ 7. cho các em nghe giai điệu và tập độc nhạc số Thank you.
cái giai điệu của bài tập độc nhạc số 7. Các em về nghe và tìm hiểu ha. Rồi sau đây các em nghe cô dặn về nhà tập và thường và hát ca khúc ca bốn mùa tập độc nhạc và hát lời tập nhạc số 7 kết hợp đánh nhịp và chuẩn bị vào tiết 23 cho